Những kiểu mối quan hệ yêu đương không bao giờ bền. Cái thứ tư, ở lại với nhau vì sự thương hại. Cái này nó giống như là tình yêu đơn phương ấy, giống như là thấy người ta thích mình, xong mình không thích người ta nhưng mình cảm thấy cảm động với tình cảm của người ta, cái mình quen người ta là không bền. Kiểu số 5, những mối quan hệ phát triển quá nhanh, giống như là các bạn chỉ mới quen biết nhau một tuần hoặc là thậm chí là một vài ngày mà các bạn đã phát sinh tình cảm với nhau và nói thích nhau. Nói chung là cái cảm giác nó rất là nhanh chóng, mà kiểu như là những mối quan hệ bình thường nó sẽ không bao giờ như vậy được. Những mối quan hệ đó thường thường thời gian nó chỉ tính bằng ngày, bằng tuần hoặc cùng lắm là một tháng. Các bạn đã có những cái sự trải nghiệm mà giống như là tương đương với những mối quan hệ mà yêu nhau tầm khoảng một vài năm luôn rồi đó, thì những mối quan hệ như vậy thì nó sẽ cũng không bền đâu, tại vì cái gì nó đến nhanh thì nó cũng sẽ đi nhanh luôn. Kiểu số 6 đó chính là những mối quan hệ ngoài luồng, là những mối quan hệ của người thứ ba, người thứ tư gì đó với lại chính chủ, là một mối quan hệ chen ngang một cái mối quan hệ đang có sẵn. Mối quan hệ như vậy mình nghĩ đa số là những mối quan hệ tồn tại theo thời gian thôi, giống như là khi nào nó sẽ kết thúc ấy, chứ sẽ không bao giờ hỏi được đến kết quả. Thần kỳ nào đó mình cũng không biết, có thể là luật nhân quả hoặc là tình cảm nó chỉ là nhất thời ấy, kiểu gì nó cũng phải dừng lại thôi, chứ nó không bao giờ có kết quả đẹp với là những cái mối quan hệ mà sai trái về mặt đạo đức.